Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, dự báo thời tiết hôm nay miền Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng cao điểm, nhiều nơi xấp xỉ 40 độ. Từ đêm nay ngày mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rông, nắng nóng dịu dần, tổng quan thời tiết hôm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ đêm nay có mưa rào và rông rải rác, vài nơi có mưa, mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác chiều tối có mưa rào và dông rải rác, vài nơi có mưa to. Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, từ chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to, mưa vừa. Dự báo thời tiết hôm nay tại các địa phương trên cả nước. Thời tiết hôm nay khu vực Hà Nội, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay thời tiết Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ. Dự báo thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, ngày hôm nay thời tiết thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, cao nhất từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, trời ít mây, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, cao nhất từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, cao nhất từ 36 đến 38 độ. Tây Nguyên trời có mây, chiều tối mưa rào và dông rải rác, vài nơi có mưa vừa, mưa to, ngày có nắng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 30 đến 34 độ C. Thưa quý vị, hiện nay dạnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 26 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén và đẩy xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao được tăng cường ở phía Bắc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên từ đêm nay ngày mai ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Từ chiều tối ngày mai đến ngày kia, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều và tối ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và khu vực phía Nam của Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dự báo thời tiết 7 ngày tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm nay đến hết tháng. Theo đó, thời tiết trong thời kỳ này, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển sang trạng thái mới, nắng mưa đan xen.
Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày thứ năm có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc ngày mai có nắng nóng. Trong ngày, thời tiết vẫn có nắng gián đoạn, nhiệt độ suy giảm nhiều so với giai đoạn trước đó nhưng trưa chiều vẫn oi bức với mức nhiệt cao nhất từ ngày mai đến cuối tháng phổ biến từ 32 đến 35 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày mai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ chiều tối ngày mai đến cuối tháng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ trong thời kỳ dự báo, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết hôm nay tại các điểm du lịch trong cả nước, Sapa, ban ngày chủ yếu trời trong, nhiệt độ cao nhất là 30 độ C, gió Tây Nam ở tốc độ 10 đến 15 km/h, ban đêm chủ yếu trời trong, nhiệt độ thấp nhất 18 độ C, gió Nam Đông Nam có thể thay đổi. Hạ Long ban ngày phần nào có mây, nhiệt độ cao nhất 32 độ C, gió Nam Đông Nam với tốc độ 10 đến 15 km/h. Ban đêm dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất 26 độ C, gió Đông Bắc ở tốc độ 10 đến 15 km/h, khả năng có mưa 50%. Nha Trang ban ngày dông và cuối chiều, nhiệt độ cao nhất 36 độ C, gió Nam ở tốc độ 15 đến 25 km/h, khả năng có mưa 70%. Ban đêm phần nào có mây, nhiệt độ thấp nhất 26 độ C, gió Tây ở tốc độ 10 đến 15 km/h. Đà Lạt ban ngày có dông, nhiệt độ cao nhất 26 độ C, gió Tây và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%, ban đêm phần nào có mây, có thể có dông, nhiệt độ thấp nhất 17 độ C, gió Tây Bắc và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%. Phú Quốc ban ngày dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 30 độ C, gió Tây Nam ở tốc độ 15 đến 30 km/h, khả năng có mưa 80%. Ban đêm dông về khuya, nhiệt độ thấp nhất 27 độ C, gió Tây Tây Nam ở tốc độ 10 đến 15 km/h, khả năng có mưa 60%, chỉ số không khí hôm nay. Hà Nội chất lượng không khí kém ở mức 103 US AQI. Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài. Đà Nẵng, chỉ số không khí trung bình ở mức 98 US AQI. Ở mức chấp nhận được, nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài. Thành phố Hồ Chí Minh, chất lượng không khí trung bình ở mức 98 US AQI, ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài. Kính thưa quý vị, trận mưa lớn trên diện rộng kéo dài hơn 1 giờ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, hàng loạt ô tô xe máy bị chết máy. Theo ghi nhận, trưa ngày 21 tháng 5, một trận mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đổ xuống địa bàn thành phố Thủ Đức và các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, huyện Bình Chánh, kèm theo dông sét, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường không kịp thoát nước. Tình trạng ngập nặng đã xảy ra khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Tại quận Gò Vấp, trận mưa lớn đã làm các tuyến đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu ngập nặng. Nước ngập sâu gần nửa mét khiến hàng loạt xe chết máy, việc đi lại của người dân vô cùng chật vật. Tại đường Nguyễn Văn Khối, cả đoạn đường dài hơn 500 mét ngập nặng, nhiều người đi xe máy phải tấp vào hai bên lề đường để dừng chờ nước rút. Mỗi lần ô tô di chuyển qua, mặt nước tạo thành những đợt sóng liên tục xô vào nhà dân hai bên đường. Do ảnh hưởng của mưa lớn, ngập sâu khiến việc kinh doanh của các hộ dân hai bên đường bị ngưng trệ. Đường Nguyễn Văn Khối ngập sâu do mưa lớn. Một người phụ nữ di chuyển khó khăn trên đường bị ngập sâu quá nửa bánh xe. Một con hẻm trên đường Lê Đức Thọ ngập lênh láng nước. Không chỉ xe bị chết máy, xe tải cũng bị cảnh tương tự và phải nhờ một xe tải khác cứu hộ, kéo rời khỏi vùng ngập để đưa đi sửa chữa. Đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, sau mưa lớn, nước bẩn đen ngòm từ cống trào ra đường. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ trưa nay, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết, định vị sét cho thấy mây dông phát triển gây mưa, mưa rào và dông sét tại nhiều tỉnh thành phía Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này dự báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa, mưa rào và có nơi kèm theo dông. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông đề phòng sét, mưa đá và gió giật mạnh, cấp 6, cấp 7, từ 11 đến 17mm trên giây. Cũng theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày hôm nay mây thay đổi, nắng gián đoạn, từ trưa có rải rác mưa vừa, mưa to tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lượng mưa đo được tại trạm Hóc Môn 86mm, Củ Chi 22mm, Nhà Bè 40mm, Phạm Văn Cội 23mm, Cát Lái 13mm. Mưa cũng xảy ra trên diện rộng ở nhiều tỉnh phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bến Tre, Cà Mau.
Dự báo từ 2 đến 7 ngày tới, khu vực Nam Bộ chiều đến tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ khoảng ngày thứ 5 trở đi, mưa vừa, mưa to có xu hướng gia tăng, khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ bắt đầu vào mùa mưa. Riêng một số nơi như Đồng Nai đã vào mùa mưa cách đây một tuần. Dự báo Nam Bộ bắt đầu có mưa to hơn từ ngày mai do có một áp thấp hoạt động, kích hoạt gió mùa Tây Nam mạnh lên. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến thời điểm nửa cuối tháng 5, tổng dung tích các hồ thủy điện lớn trên hệ thống sông Hồng ở miền Bắc chỉ đạt 30-50% so với dung tích thiết kế. Riêng hồ Hòa Bình đạt 89% do được cấp nước từ hồ Sơn La. Tổng dung tích các hồ thấp hơn năm 2022 khoảng 4,5 tỷ mét khối. Các hồ tại miền Trung và Tây Nguyên cũng trong tình cảnh tương tự. Các chuyên gia khí tượng cho biết thời tiết khắc nghiệt đã và đang hiển hiện rõ rệt với 10 đợt nắng nóng diện rộng từ tháng 3 đến nay. Cùng với hiện tượng nền nhiệt nóng lên thì lượng mưa đã sụt giảm rõ rệt ở nhiều khu vực. Dự báo tình hình thời tiết từ nay đến cuối năm 2023 sẽ còn khắc nghiệt và cực đoan hơn khi trạng thái thời tiết chuyển hẳn sang El Nino. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký tin mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!